Nhân xin chào tất cả mọi người khách hàng. Hiện tại thì Nhân đang đứng tại đường tỉnh lộ 826. Thì như trước mặt của tất cả mọi người khách hàng, mình thấy có một cái cầu vượt ngang đó. Đó là đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Còn trước mặt của mình là cái hướng đi về Sài Gòn, chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A. Nhân đang đứng khu đô thị mới 5 sao Five Star New City. Hiện tại ở đây là xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha mọi người. Thì cái khu này nó cũng khá là lớn, khá là đẹp. Còn trước mặt các vị khách hàng là cái đường này đi về quốc lộ 50, đi về tỉnh Tiền Giang. Rồi bây giờ Nhân mời tất cả mọi người đi vào trong tham quan nha. Đây cũng có cổng bảo vệ luôn nha mọi người. Ở đây thì đường xá thì thấy Nhân thấy khá là lớn. Và hạ tầng ở đây thì nó hoàn thiện khoảng 50% thôi nha mọi người. Ở đây thì như quý vị thấy đó, đường lớn luôn. Đường này là khoảng 20m nha mọi người. Lề đường mỗi bên là 5m. Ở đây thì Nhân thấy là có ghi số điện thoại rất là nhiều. Thì ở đây khu này bán cũng khá là lâu rồi, bây giờ đa số là những cái khách hàng người ta bán lại thôi. Đây Nhân thấy có mấy cái nhà hầu như là môi giới hết. Như mọi người thấy trước mặt là có một cái nhà rất là đẹp, cũng là môi giới luôn. Thì ở trong cái khu này nếu như mình để ý, mình bước vào là mình nhìn thấy được cái chuẩn quy hoạch của nó là 2 lầu nha mọi người. Giờ nãy giờ tự ngoài mình chạy vô là thấy toàn là nhà 2 lầu hết á. Rồi Nhân chỉ cập nhật cái trục đường chính cho quý vị khách hàng cùng được xem thôi. Bởi vì cái khu này Fata thì nó có 2 khu, mà tất cả 2 khu thì những cái anh bảo vệ trong đây là không có cho quay. Nói về 2 cái khu này là bên giám đốc á, thì họ có quyết định là không cho quay 2 cái khu này luôn. Thì Nhân chỉ quay sơ thôi. Còn những cái ở trong thì quý vị khách hàng bà mình có thể chạy xuống đây để mình vào tham quan trực tiếp luôn. Tức là quý vị khách hàng mình có thể vào đây thoải mái. Mình cứ đi chơi chụp hình này kia thì được, nhưng mà quay phim thì không cho. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở dự án sau.